Thấy con bự ở đây không? Cái gì vậy? Cái đó là mình dò đầu á chị, dò cái mình biết cái đầu á, cái ngồi á, để mình không có chích sai chỗ á. Cái đầu mà chị thấy cái đầu nó không? Cái đường của nó đó. Đây cái đầu nó đây. Hmm.
cận ngay cái rãnh này nè. Cái đầu nó đâu trời. Sao mày lại xì ngay đó? Không có đầu thì tao chơi. Hiểu không có đầu. Lấy bằng thịt. Từ từ nha, bác chọn lựa những con ấy cho bác trước. Những con đó nhìn thấy nó khó chịu. Giờ không thấy cái đầu lắm. Bụng này chứ nó có cái đầu hết á nha chị bé. Không thấy đầu thì mình chọn cái nhô như tao nhất thôi. Đúng rồi. Nhưng mà chị ấy vô cái đầu á thì nó sẽ ra sạch ha. Ra nhiều hơn đó. Đúng rồi, ra sạch ha. Cái đó nó không có gây chảy máu nhiều hiểu không? Ừ. Nó có cái đầu á, mình đưa vô á nó nhẹ lắm, mà không có là bắt đầu mình thấy biết ngay là mình không đúng cái đầu của nó rồi. Những con này là không vô cái đầu rồi nè, con này không ra luôn á. Thử nha, không ra.
Rồi ok. Clip nữa đi bé ơi.